Vòng loại ba World Cup 2022, Việt Nam ở nhóm hạt giống yếu nhất trên BFZ đặc biệt của FIFA. Sau khi AFC thay đổi quyết định, không dùng bảng xếp hạng FIFA tháng 5 năm 2021 để chia nhóm hạt giống, bảng xếp hạng đặc biệt này được FIFA lập riêng cho khu vực châu Á cập nhật tới ngày 18 tháng 6. Đã không có quá nhiều thay đổi so với dự kiến trước đó, đứng đầu vẫn là 4 đội tuyển Nhật Bản, hạng nhất châu Á Iran, 2 Australia, 3 và Hàn Quốc 4. Đội tuyển Việt Nam và Lebanon vẫn sẽ đứng ở hai vị trí cuối bảng lần lượt là hạng 13 và 16 châu Á. Ban tổ chức sẽ bốc thăm thứ tự từng nhóm và phân hai đội vào bảng A hoặc B. Lịch thi đấu đã được xếp tự động từ trước khi bốc thăm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, AFC chưa công bố sẽ thi đấu vòng tròn sân nhà sân khách hay thi đấu tại một nước trung lập. Như vậy khả năng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải đối đầu với Minamio Takumi của Nhật Bản và Son Heung-min của Hàn Quốc trong một bảng đấu tử thần là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, rủi ro luôn đi cùng với cơ hội, thi đấu với những đối thủ vượt trội về thứ hạng như vậy cũng có nghĩa là một kho điểm Elo FIFA nếu chúng ta giành những kết quả có lợi. Hơn nữa, đây còn là cơ hội cọ sát có 1-0-2, và thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có nhiều hơn một cơ hội để chứng minh thực lực cho châu Á thấy. Trận đấu đầu tiên của vòng đấu này sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 9 năm 2021. NASA cảnh báo trái đất đang giữ lượng nhiệt gấp 2 lần so với năm 2005. Theo một nghiên cứu năm 2016, mất cân bằng năng lượng là thước đo cơ bản nhất xác định tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Daily Mail đưa tin, các nhà khoa học tại NASA và Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA đã so sánh dữ liệu từ hai phép đo độc lập để xác định sự mất cân bằng năng lượng. Thứ nhất, sử dụng bộ cảm biến vệ tinh của NASA và hệ thống năng lượng bức xạ của trái đất Ceres để đo lượng năng lượng đi vào và rời khỏi trái đất. Thứ hai, sử dụng dữ liệu từ các phao nổi rải rác trên khắp các đại dương được gọi là AGO để đưa ra ước tính về tốc độ mà các đại dương trên thế giới đang nóng lên. Vì khoảng 90% năng lượng dư thừa từ sự mất cân bằng năng lượng sẽ kết thúc trong đại dương. Các nhà nghiên cứu cho biết, sự mất cân bằng năng lượng của trái đất là do sự ô nhiễm bầu khí quyển ngày càng tăng do khí nhà kính như carbon dioxide, CO2, methane, CH4 và ozone O3. Những chất ô nhiễm này ngăn cản nhiệt bức xạ của trái đất thoát ra ngoài không gian, làm tăng sự hấp thụ ánh sáng mặt trời và giữ nhiệt trong bầu khí quyển. Nếu tốc độ hấp thụ nhiệt không giảm xuống, các thay đổi lớn hơn về khí hậu dự kiến sẽ xảy ra. Trung bình, trái đất nhận khoảng 240 W năng lượng từ mặt trời trên mỗi mét vuông. Vào năm 2005, nó tỏa ra khoảng 239,5 W tạo ra sự mất cân bằng dương khoảng 0,5 W. Nhưng đến năm 2019, sự mất cân bằng đó đã tăng gần gấp đôi lên khoảng 1 W trên 1 mét vuông. Sự mất cân bằng năng lượng có nghĩa là trái đất hấp thụ nhiều năng lượng từ mặt trời hơn là được phản xạ trở lại không gian, khiến hành tinh nóng lên. Sự nóng lên thúc đẩy những thay đổi khác, chẳng hạn như tuyết và băng tan, làm cho mực nước dâng cao. Nó cũng khiến hơi nước gia tăng và thay đổi lượng mây. Sự mất cân bằng năng lượng của trái đất là ảnh hưởng ròng của tất cả các yếu tố này. Sự gia tăng hơi nước đang giữ lại nhiều bức xạ sóng dài, góp phần tiếp tục gây ra sự mất cân bằng năng lượng của trái đất. Lượng mây và băng biển giảm dẫn đến việc hấp thụ nhiều năng lượng mặt trời hơn. Điều này là do bề mặt trắng phản chiếu của chúng rất lý tưởng để phản xạ lại ánh sáng mặt trời. Trên hết, các nhà nghiên cứu chỉ ra dao động suy giảm Thái Bình Dương PDO, một sự kiện khí hậu ở các khu vực rộng lớn của Thái Bình Dương trong khoảng thời gian từ 20 đến 30 năm đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự mất cân bằng năng lượng. Tiến sĩ Norman Lear, tác giả nghiên cứu, cho hay tác động của con người cùng sự biến đổi bên trong trái đất là nguyên nhân gây ra hiện tượng ấm lên, dẫn đến sự thay đổi khá lớn về sự mất cân bằng năng lượng của trái đất. Subin, Jack, Sơn Tùng dám thay đổi và chấp nhận rủi ro với cuộc chơi mới. Subin, Jack, Sơn Tùng, MTP, Hoài Lâm đều có những bước làm mới mình trong âm nhạc. Sự thay đổi của họ chưa hẳn làm hài lòng tất cả công chúng, người hâm mộ. Tuy nhiên, một điều nhìn nhận khách quan là họ dám chơi một cuộc chơi mạo hiểm và nhiều rủi ro hơn để làm mới mình, thay vì trung thành với một phong cách âm nhạc sở trường, không ít người đã làm mới mình bởi những gam màu mới. Điển hình là Sơn Tùng MTP. Sau khi ra mắt MV Chúng Ta Của Hiện Tại, sản phẩm mới của Sơn Tùng MTP nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Chỉ sau 5 tiếng, MV vào top 1 trending của YouTube. MV này được Sơn Tùng MTP đổi mới khi thực hiện theo dạng phim ngắn. Nhìn chung, so với các ca khúc trước thì đây là lần hiếm hoi Sơn Tùng MTP có một ca khúc hát rõ lời. Ngoài ra, nếu như các bản hit trăm triệu view trước đây luôn có tiết tấu sôi động, nhanh, thì ca khúc này là một bản pop ballad mang âm hưởng retro độc đáo, giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe. Đây được xem là hướng đi có phần mới mẻ của nam ca sĩ. Sau đó, anh lại bất ngờ tung Muộn Rồi Mà Sao Còn, với phong cách siêu tiết kiệm nhưng lại tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhờ chất nhạc mới mẻ và sáng tạo. Sách cũng từng trở lại đường đua âm nhạc với MV Là Một Thằng Con Trai. Ngay khi ra mắt, ca khúc đã gây bão trên mạng xã hội. Sau đó, loạt ca khúc mới được ra mắt như Hoa Hải Đường, Đom Đóm cũng được đón nhận. Và cho đến hiện tại là Lây Lây Lây.
Ca khúc này mang âm hưởng EDM pha trộn hip hop với tiết tấu nhanh, sôi động, bắt tai, là thử nghiệm mới của anh trong âm nhạc. Nhắc đến Subin, khán giả sẽ nghĩ ngay đến bản hit Phía sau một cô gái và rất nhiều bản ballad êm tai khác. Subin còn theo đuổi dòng nhạc R&B. Dẫu vậy, số đông khán giả vẫn chỉ nhớ Subin nhiều nhất thông qua màu nhạc pop ballad. Sau đó, anh bất ngờ chuyển hướng sang MV sôi động mang tên Blackjack. Đây được xem là hướng đi mới của nam ca sĩ so với việc trung thành với những bản ballad u sầu như trước. Đặc biệt, mới đây, ca khúc The Player cũng tạo được hiệu ứng không kém. Nhìn chung, với các hướng đi mới, các ca sĩ luôn ít nhiều gây được ấn tượng với người nghe. Trước mắt là sự lạ lẫm, độc đáo thay vì đóng khung trong một hình ảnh nhất định. Tuy nhiên, cuộc chơi này có thật sự suôn sẻ. Người gây bất ngờ nhất là Hoài Lâm, sau những ca khúc nhẹ nhàng, tình cảm, anh từng gây sốc khi chuyển qua hát rap và đổi nghệ danh. Tuy nhiên, nam ca sĩ không được khán giả chấp nhận vì các bài hát mới của anh bị đánh giá không phù hợp với chất giọng của mình. Với Chúng Ta Của Hiện Tại và Muộn Rồi Mà Sao Còn của Sơn Tùng MTP dù đạt loạt thành tích khủng nhưng phần đông khán giả cho rằng MV này vẫn khá nhạt nhòa so với những sản phẩm trước đây của anh. Trong khi đó, với ca khúc Trở Lại của Jack với Lây 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 cũng bị đánh giá phần lời khó hiểu, thiếu những ca từ đắt giá. Thử nghiệm mới này của Jack được xem là chưa có sự bùng nổ lớn. Còn riêng Subin, anh bị đánh giá có cách trình diễn, chất nhạc làm liên tưởng đến Sơn Tùng MTP. Nói đi cũng phải nói lại, với Jack, Hoài Lâm, Sơn Tùng MTP hay Subin thì đây chỉ là những sản phẩm bước đầu. Vậy nên, khó tránh khỏi việc tạo tranh cãi không mong muốn. Cũng có thể, đây là phép thử để các ca sĩ có thể nhìn nhận và tính toán kỹ càng hơn về hướng đi sắp tới. Trong đó, điển hình như Hoài Lâm, dòng nhạc rap dường như đúng nghĩa chỉ là một thử nghiệm mới lạ cho sự nghiệp của anh. Cuối cùng, anh vẫn trở lại với thế mạnh của mình với những bản ballad. Riêng Jack, tuy Lây 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 không quá bùng nổ nhưng người xem ghi nhận sự nỗ lực của anh. Và dường như trước mỗi ồn ào cho sự đổi mới của mình, hầu như không nghệ sĩ nào phân trần. Họ chấp nhận cuộc chơi này và chấp nhận những tranh luận khi đổi mới. Một cuộc chơi rất sòng phẳng và không hề dễ dàng cho những người ưa dấn thân. Phát hiện ca dương tính COVID-19 lần một làm việc trong chợ Bình Điền. Một người làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết quả test nhanh dương tính lần một với COVID-19. Người này làm nghề bốc vác, sống ở quận 1 và đi qua quận 8 làm việc. Ngày 19 tháng 6, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 8 xác nhận với Tuổi Trẻ Online tối 18 tháng 6 đã phát hiện một ca dương tính COVID-19 lần một làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Người này làm nghề bốc vác cá, sống ở quận 1 và đi qua quận 8 làm việc. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã phun khử khuẩn toàn diện chợ Bình Điền, lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ. Theo đại diện Trung tâm Y tế quận 8, ngay trong tối 18 tháng 6, lực lượng y tế địa phương đã lấy khoảng 1.000 mẫu xét nghiệm gần nơi ca dương tính trên làm việc. Hiện quận 8 đang phối hợp quận 1 tiếp tục truy vết, điều tra người tiếp xúc gần với trường hợp này. Qua điều tra ban đầu biết được ca này có lịch trình di chuyển quá phức tạp, gặp gỡ rất nhiều người, vị này nói. Lãnh đạo quận 8 cho biết trước khi có kết quả dương tính, người này không đến chợ làm việc 2 ngày mà đi thăm nuôi người thân ở một bệnh viện và được xét nghiệm nhanh, kết quả dương tính COVID-19, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định. Lực lượng chức năng xác định đội bốc vác của ca bệnh này có khoảng 300 người, tất cả đã được xét nghiệm, có 21 người là F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Trước đó, quận đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhiều người trong chợ. Hiện nay quận tiếp tục kiến nghị lấy mẫu gộp tất cả tiểu thương ở trong chợ. Số lượng tiểu thương hiện cũng giảm 30% do hiện tại chợ đã tạm ngưng các cơ sở ăn uống, nhà hàng. Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 8 cho biết quận thường xuyên chỉ đạo chợ Bình Điền giám sát, nhắc nhở người dân ra vào chợ tuân thủ việc đeo khẩu trang, nhất là khu bốc xếp, vì khu này người dân làm việc nặng nhọc, thường chủ quan, tháo khẩu trang. Ông Sang cũng cho biết do mỗi ngày chợ đón hơn 20.000 người từ nhiều tỉnh thành, nhiều thành phần khác nhau như tài xế, khách hàng, tiểu thương.